Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Thìn tháng Quý Mão năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Và ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc ngày Mậu Thìn, tức can chi tương đồng thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Và nạp âm đại lâm mộc kỵ tuổi Nhâm Tuất, Bính Tuất, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân, thành thủy cục xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thủ Tử xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với việc sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Phụ Đầu Giáp xấu đối với khởi công, động thổ, sao Tam Tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Và đặc biệt ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Đây là thời điểm tốt cho các cuộc trò chuyện với người yêu, người bạn đời của mình, giúp kết nối và xây dựng, củng cố thêm mối quan hệ hiện tại của mình nữa. Và nếu như bạn tuổi Tý chưa có một nửa của mình, đây cũng là lúc mang đến cho bạn có được những cơ hội hẹn hò, gặp gỡ với những đối tượng mà mình thầm thương trộm nhớ nữa. Và ngày này với bạn tuổi Tý á, trong khi những người xung quanh của bạn có tầm nhìn không được xuất sắc cho lắm, thì bạn lại thực sự là nhạy bén, có tầm nhìn xa, nhất là khi trong ngày đang có được chính quan nâng đỡ. Vậy thì bạn hãy đến chia sẻ với họ những kinh nghiệm, ai đó đang rất chờ đợi những ý kiến góp ý của bạn trong ngày hôm nay nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề về tài chính của bạn trong ngày hôm nay. Có thể là vì bạn theo đuổi mục tiêu về tiền bạc quá mức mà nảy sinh lòng tham, từ đó có những quyết định sai sót, và nếu như bạn bình tĩnh sẽ không phạm phải những lỗi lầm như thế này nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim không nên giữ những quan điểm cổ hủ, lạc hậu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nhận được sự đánh giá cao của mọi người và cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa
Hãy học lối sống tư duy mới mẻ, tiến bộ hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhận được tiền thưởng, tiền lại xứng đáng với công sức của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, bạn có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình được thịnh vượng hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có thể người thân trong gia đình, như thế là bố mẹ, đang muốn giúp đỡ cho bạn. Tuy nhiên điều này có thể ở mức thái quá so với bạn mong đợi, thậm chí là làm hỏng việc của bạn nữa. Vì vậy với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn có thể đối xử với họ bằng thái độ thật tử tế, nhưng bạn cần phải kiên quyết và vạch ra những giới hạn thay vì để cho mọi thứ vượt quá khuôn khổ, quá giới hạn mà bạn không kiểm soát được nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, dường như bạn đang phản ứng quá dữ dội với những thay đổi, có thể là vì thương quan chiếu mệnh làm cho bạn đang có những suy nghĩ tiêu cực. Với những thay đổi nhỏ chẳng làm tổn thương bất cứ ai, thậm chí còn có thể tạo thêm gia vị cho cuộc sống, cho đời sống hàng ngày của bạn nữa. Thế thì tại sao bạn không thử một chút thay đổi, biết đâu bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy dù bạn có trốn tránh thì vẫn cảm thấy cơ thể của mình đang yếu đi, không thể duy trì được sự dẻo dai như trước đây. Một phần nguyên nhân có thể là trong quá trình làm việc căng thẳng khiến cho sức khỏe của bạn bị giảm đi một cách trông thấy nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn và khéo léo hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, giữ vững quan điểm, không nghe theo kẻ xấu xúi dục. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nhớ là từ bỏ những lời bào chữa vô căn cứ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, bạn đang trong quá trình xem nhẹ về tiền bạc và hạnh phúc. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần hiểu được rằng giao tiếp đóng vai trò vô cùng là quan trọng, dù bạn trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ mối quan hệ nào. Việc tìm kiếm được một người hiểu bạn và sẵn sàng chia sẻ là cách để giao tiếp trở nên cởi mở và dễ dàng hơn rất chi là nhiều. Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, suy nghĩ và hành động khác biệt có thể không phải là một gợi ý hay cho bạn trong ngày hôm nay khi bạn đang có được thiên ấn che chở. Thiên ấn hỗ trợ cho bạn có thể phát huy được những năng lực tiềm ẩn của bản thân mình, khuyến khích não bộ của bạn hoạt động và tư duy một cách linh hoạt hơn nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên có kế hoạch về tiền bạc và cố gắng thực hiện theo một cách kiên nhẫn, có thể chỉ vì mong đợi của bạn có được cuộc sống thịnh vượng một cách nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất, cho nên mới trở thành động cơ sai lầm khiến cho bạn dễ bị lừa gạt hay là dễ bị dụ dỗ nữa nhé. Vài câu quýt của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, không nên dành quá nhiều thời gian cho việc tụ tập bạn bè. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, khó khăn là cơ hội để cho bạn chứng minh năng lực, bản lĩnh của bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, suy nghĩ cố chấp, không nghe theo ý kiến góp ý của bất cứ ai. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, không được lòng tập thể, hãy sửa đổi những bản tính xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, công sức bạn bỏ ra không uổng phí một chút nào cả nhé.
Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 56, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này chỉ ra rằng với những quyết định của bạn trong ngày hôm nay rất có thể sẽ mắc phải những sai lầm. Cố gắng nắm chặt và không chịu buông bỏ có thể là cách tốt nhất mà bạn nghĩ ra để giữ một thứ gì đó, một ai đó, nhưng thực tế lại là ngược lại là mới đúng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, đôi khi vờ đi như không cần thiết là cách tốt nhất để cho bạn đạt được điều mà mình muốn bạn tuổi Mão nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mão, đây là lúc mà thành công sẽ đến với bạn thông qua những hành động thiết thực có tác dụng trực tiếp và thực tiễn trong đời sống của bạn. Vì thế, thay vì mơ mộng vớ vẩn, bạn nên tập trung vào các công việc cần phải giải quyết và cố gắng hoàn thành chúng. Kết quả mà bạn đạt được sẽ xứng đáng với mong đợi của mình mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh lại không được tốt cho lắm vì bạn đang lo nghĩ quá nhiều, có thể trong các mối quan hệ xã hội của bạn không được thuận lợi cho lắm trong ngày hôm nay với những mâu thuẫn bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp khiến cho mọi chuyện càng ngày càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn. Về câu quyết của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tính cách nóng nảy, kiêu ngạo, khăng khăng làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không muốn nghe theo những lời góp ý trái chiều, không muốn nhận lỗi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, học cách đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, thẳng thắn thừa nhận lỗi sai để sửa đổi những bản tính xấu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, có quan điểm bất đồng với người thân trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn tự hình. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có những suy nghĩ khiến cho bạn tự đưa mình vào những rắc rối chứ không phải là ai khác. Do đó, nếu có thể, với bạn tuổi Thìn hãy đơn giản hóa mọi vấn đề, không nên chỉ vì một sự việc nhỏ mà cho rằng ai đó xấu xa, hay đừng chỉ vì một hành động của họ mà đánh giá cả một con người họ nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những trải nghiệm, niềm vui mới. Và đây là cơ hội tuyệt vời để cho bạn khám phá những điều mới mẻ, thú vị trong đời sống thay vì để cho công việc cuốn mình đi theo, và sẽ có những giây phút riêng tư thật là thoải mái cho mình nữa. Vì vậy với bạn tuổi Thìn đừng có bỏ lỡ cơ hội này nhé. Thái độ của bạn lúc này là rất quan trọng. Với bạn tuổi Thìn, nếu là bạn khiêm tốn, bỏ đi cái tôi của mình thì không thể vì bạn ít tiền hay là nhiều tiền mà người ta có quyền xem thường bạn. Bạn hãy luôn giữ thái độ đúng mực và đừng để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn cả. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chú ý trong cách quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 62, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu,
tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy đây là ngày mà bạn có thể cho bản thân mình có cơ hội được nghỉ ngơi, hạn chế tối thiểu sự tác động của Tỵ Kim gây ra những điều xấu. Đây cũng là ngày để bạn cho mình có được một món ăn ngon vào buổi trưa và hãy tận hưởng những phút giây thoải mái vào buổi chiều, điều đó thực sự cần thiết cho bạn nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thổ hỏa tương sinh. Điều này sẽ tác động tích cực tới tư duy về tiền bạc của bạn. Có thể với những khó khăn ở hiện tại mà bạn gặp phải nhưng không thể nào trói buộc được bạn. Bạn có được tầm nhìn xa hơn để có thể khai mở các ý tưởng về cuộc sống và biết cách gia tăng thu nhập cho mình một cách thông minh nữa nhé. Và đặc biệt á, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là xây cất về nhà cửa để tránh những điều xấu xảy ra với mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ quá cứng cỏi, không chịu hòa nhập với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc ghi điểm trong mắt cấp trên, có được cơ hội thăng chức tăng lương. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn khởi động một ngày mới với sự tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này sẽ gây ra cho bạn một số rắc rối đi kèm với cảm giác bực dọc nho nhỏ có thể xuất hiện và ngăn cản khả năng bạn hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên với bạn tuổi Ngọ, bạn đừng có để cho những sự bất tiện ấy làm ảnh hưởng tới vận trình của cả ngày dài của mình nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn tiếp cận với những người khó tiếp cận và cùng nhau trao đổi những ý kiến, thảo luận. Bạn cũng có thể tương tác thông qua các kênh khác nhau để nhằm chia sẻ những ý tưởng, kế hoạch của mình nữa. Và xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này, thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thụ dương minh đại tràng. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này là ngày can mậu, vì vậy với bạn tuổi Ngọ cũng không nên trị bệnh ở bụng nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim không nên đưa ra những quyết định nóng vội trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy nhiệt tình hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ dễ bỏ cuộc khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi ngày càng thêm thắm thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 75, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này mang lại cho bạn đang có cảm giác thất vọng với một điều gì đó. Với bạn tuổi Mùi, bạn chớ tìm cách trốn tránh mà hãy trò chuyện một cách phù hợp
để bạn có thể giải quyết được những mâu thuẫn giữa mình và một người quen nào đó trong ngày hôm nay. Vì thế, bạn cần phải cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện một cách cởi mở và chân tình để có được những gợi ý thú vị cho bản thân lẫn cả đối tác nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này khiến cho tâm lý của bạn không được ổn định, bạn bồn chồn hơn và dễ có những quyết định sai lầm trong ngày hôm nay. Bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình để hạn chế tối thiểu những rắc rối không đáng có thể xảy ra với mình trong ngày này nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, không nên mong cầu về tài lộc hay là tiến hành những công việc quan trọng như thế là khai trương, xuất hành, mong cầu về tài lộc hay là ký kết những hợp đồng có giá trị hay là xuất tiền lớn trong ngày hôm nay để tránh những rủi ro xảy ra với mình bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tự tin, sẵn sàng, tiên phong trong mọi công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy đang có sự tự tin thái quá, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú ý hơn khi tham gia vào các kỳ thi cử, ứng cử. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, làm ăn tiến triển không được mấy thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, trong ngày hôm nay không nên thực hiện những công việc trọng đại để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 82, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Đây như là ánh sáng giúp cho bạn tuổi Thân, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, thoát khỏi những sự tăm tối xưa cũ, tìm thấy được cơ hội mới trong những mối quan hệ chớm nở. Còn đối với những cặp đôi cũng có thể dễ dàng nhận tin vui về bầu bí, cưới hỏi trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có được tiền bạc ở trong tay. Có thể nói, với bạn tuổi Thân, sau thời gian khó khăn, vất vả, bạn đã chạm tới được lối sống mà bạn đã mơ ước nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này giúp cho bạn tiếp thêm sức mạnh cho bạn để bạn mệnh cảm thấy được nguồn năng lượng dồi dào, thực sự hứng khởi, khiến cho bạn có thể làm bất cứ việc gì mà mình thực sự đam mê, yêu thích trong ngày hôm nay. Thế nên, với bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội để có thể thay đổi bản thân mình theo chiều hướng mới mẻ và tích cực nữa bạn tuổi Thân nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có được sự hòa hợp với nửa kia, đôi bên luôn thấu hiểu và biết lắng nghe, chia sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội phát tài bất ngờ nhờ có người lạ mang tới cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán cũng có được cơ hội kiếm thêm thu nhập về cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, thời điểm phù hợp để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 56, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Đây cũng là lúc mà với bạn tuổi Dậu, hãy cho bản thân mình cơ hội để được sống thật với con người của chính mình thay vì nghĩ vớ vẩn. Với bạn, hãy sống như bạn muốn, điều đó thực sự mới là quan trọng thay vì cố gắng thể hiện một hình ảnh trưởng thành nhé.
Và ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được những quyết định khôn ngoan, sáng suốt, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nếu như bạn muốn, bạn có thể thử mạo hiểm một chút trong các vấn đề về tài chính, sự nghiệp, may mắn sẽ mỉm cười và đem lại cho bạn có được tiền bạc về tay nữa nhé. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này lại không được tốt cho lắm. Bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu ở trong người, một phần là do thổ khí vượng. Với những ai đang có bệnh nền thì tốt nhất là không được chủ quan. Bạn nên tìm tới những bác sĩ uy tín để kiểm tra về tình hình sức khỏe tổng thể cho mình để biết được và kịp thời chữa trị nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã giao được thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội tới với mình. Tử vi tuổi Thân Dậu thuộc mệnh Mộc, có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm tới nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 77, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, rất dễ nổi nóng trong ngày hôm nay khi phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi. Vì những chuyện không đâu làm cho tâm hồn của bạn giống hệt như một đứa trẻ nổi loạn dưới sức ảnh hưởng của cảm xúc, do đó bạn rất dễ làm hỏng việc vì quyết định nông nổi của mình. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bạn trở nên cực kỳ là nhiệt huyết kỳ lạ trong ngày hôm nay, và bạn hãy để cho bản thân mình có cảm giác tò mò thu hút bạn, khiến cho bạn có thêm được những cảm hứng tìm kiếm và khám phá những chân trời mới mẻ. Đây cũng là ngày dành riêng cho bạn khám phá những điều mới mẻ nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tuất đó lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho nên bản mệnh biết trân trọng hơn tình cảm mà mình đang có. Tình cảm không thể nào gượng ép hai người tới với nhau là hoàn toàn tự nguyện, càng không phải là sự lựa chọn nhất thời. Cho nên bạn đã có được những lựa chọn kỹ càng và bạn cảm thấy tin tưởng với người mà mình đã lựa chọn nữa rồi nhá. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nên hạ bớt cái tôi của mình xuống, không nên cô lập bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, dễ bị mọi người xung quanh đối xử lạnh nhạt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, bạn cảm thấy tin tưởng với người mà mình đã lựa chọn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 84, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này khiến cho bạn tuổi Hợi tin rằng mình đúng khi soi xét bằng lý trí, nhưng thực ra chúng khiến cho bạn phạm phải sai lầm. Bạn hãy để lý trí mách nước cho bạn thay vì những cảm xúc bốc đồng của trái tim. Nhất là khi bạn đưa ra các quyết định quan trọng trong ngày hôm nay, bạn hãy tin rằng những quyết định đó về lâu dài sẽ có tác dụng lớn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này khiến cho bản mệnh cảm nhận rõ rằng sức khỏe của bản thân mình đang bị giảm sút. Lúc này, bạn đừng có bào chữa rằng mình đang làm rất tốt cho việc chăm sóc bản thân mình. Thực tế là bạn đang thực hiện sai cách, ví dụ như uống quá nhiều thuốc bổ lại ảnh hưởng tiêu cực tới thận của bạn chẳng hạn nhé.
Ngày này xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Vì vậy với bạn tuổi Hợi trong ngày này không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là xây cất nhà cửa hay là khai ngoài phong thủy hay là ký kết những hợp đồng có giá trị, xuất tiền lớn trong ngày hôm nay sẽ không thuận lợi cho bạn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa sẽ xảy ra những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ không hòa thuận với gia đình, thích làm việc theo ý của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim đừng có mong chờ một vận may bất ngờ xảy ra với mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy chăm chỉ sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 34, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tý, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.